Tôi muốn mua trí vào đây đúng không? Thì các bạn vào link file này, vào insert này, các bạn dùng link link Revit này. Ở nhà link Revit bạn chọn mẫu M1 này, chọn cả mẫu M2, các chọn được một thằng thôi. Open. Ok. Tiếp tục link thằng thứ hai vào đây. Xem nó đang ở level tầng mấy. Vì link file nó sẽ vào đúng cái gốc tọa độ của chúng ta ấy, nó giữ đúng cái gốc tọa độ rồi này, mình hiểu không? Thì đấy, thì khi mà chúng ta sẽ nhìn qua mặt cắt đây đấy, chúng ta sẽ thấy được cái đây, đây chính là cái độ nhá, đây này, thấy không? Đã thể align được, align này, này, đây, đây để bằng cao độ. Hiểu đây không? Này. Còn lên trên tổng mặt bằng này nó có hai loại mẫu nhà này đúng không? Đây đúng không? Chọn đây này. Và loại này này. Đây này. Đúng không? Đấy thì các bạn có thể copy hay array hay như thế nào thì tùy các bạn. Đúng không? Đấy. Design sao mà cho nó ok là được đấy. Đấy, như cái năng thằng này chẳng hạn thì mình phải có mặt cắt qua đây. Đúng không? Mặt cắt qua đây. Các bạn sẽ thấy được cái nhà này. Để các bạn không nhìn thấy cái level đấy thì các bạn có thể là dùng lệnh VG này. Thì các bạn sẽ nhìn lên nó có chữ Revit link này. Thì mọi người sẽ nhờ chọn đây là by hot này, mình sẽ chọn là custom này và mình sẽ về là gì, annotation này, chọn này về custom, chọn về custom, các bạn ẩn cái level đi thôi. Tương tự như vậy đối với M2 custom này, annotation, chọn cái annotation category về custom và ẩn cái level đi, tích bỏ level đi. Thì ở trên các mặt cắt này sẽ không hiển thị level nữa, mà chỉ hiển thị các cái level chính này thôi nha. Align xuống này, chúng ta có thể mover xuống được mà, mover từ đây xuống đây. Qua nhìn 3D đi này. Đó. Thì các cái nhà này các bạn có thể làm sao mắc chốt được nhé, nhà máy này khác nhau là mắc chốt được nhé, được nhá, mắc chốt được nhà ấy, mắc chốt được mẫu nhà ấy, được nhá. Ừ thế nó mới hay nha, thế nên nên anh cứ copy này đi nha. Hả? Hả? Đấy. Đấy, nó chốt như vậy. Còn ví dụ như trên đây cũng được, chọn này, Revit link này, mọi người đang dùng by hot này, mọi người có thể chọn custom này. Ở level sau này mình dùng view template thì nó sẽ nhàn hơn. Đó. Được nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ bố trí cây vào size này. Thì ở trong này nó có một cái là lan can đấy. Cái lan can nó đi cùng với cái này, nó cũng pick hot luôn. Ô sketch này. Mình chọn luồng cái lan can ví dụ như này hả? Đúng không? Các bạn sẽ thấy nó bị làm sao? Nó sẽ nằm ở dưới này. Nó sẽ chọn đây. Và các bạn chọn là gì? Pick hot vào cái gì? Vào cái này này. Đúng. Thấy không? Và chúng ta sẽ chọn được cái việc là hot của nó về đâu. Nó chạy theo cái mặt đất đấy. Để sau này chúng ta có thể là ứng dụng chúng ta làm gì? Hàng rào nha. Lan can ứng dụng làm hàng rào thì rất ok thôi. Hôm nay chúng ta bố trí cây, có sai đây bố trí cây. Thì một là các bạn sẽ bố trí cây Enscape hay là chúng ta sẽ bố trí cây ở trong Revit thì nó cũng chỉ vào component này, create a component này, hoặc là bạn vào size này,
Massing size nó có phần là size component. Chọn vào đây. Mọi người chọn cây đây, cây này là cây cao 12 12,5 mét chẳng hạn. Đây. Bố trí ở cây đây. Các cây to này. Đại loại như vậy. Có cây nhỏ, cây cỡ nhỡ, cây các kiểu loại cây tùy. Chúng ta sẽ thấy cây đây đúng không? Thì cái cây này ấy, nó có thể chọn ở đây này. Editor, duplicate. Ví dụ như cây này là cây T1, cao 12,5 mét. Ok. Vì sao này liên quan thống kê mà. Nó có số cây cây đây này. Ok. Không vấn đề. Chọn này SA. Đưa thằng này về. Về đúng cây T12. Nhưng ví dụ như cây này. Giờ duplicate này. Cây này nó chỉ cao là T2. Nó liên quan đến thống kê cây ấy và kiểu cây ấy. Cây này cao 9 mét. Thì ở đây, cái này nó là 9 mét. Cây tên là gì thì ở trong đây render nó cũng có này. Các bạn có thể chọn luôn được nhá. Chọn luôn. Hình ảnh cây render, ví dụ tôi chọn cây cọ này. Ok. Này. Cây này 9 mét thì nó sẽ nhỏ xuống. Các bạn có thể mark chốt các cái cây này ở các vị trí nào thì các bạn. Nha. Đúng không? Còn các cây nó có các cây lá kim chọn đây này. Các bạn chọn đây, đây là cây to. Còn các bạn muốn chọn cây lá kim hay là một cây gì ấy thì các bạn có thể chọn đây này. Vào insert này. À vào architecture component. Create a component. Thì load family, thì load family đây nó sẽ có phần đây là phần đây. Các bạn chọn đây là cây này đấy, cây mà cắt tỉa này, cây này là cây lá kim này. Chọn này. Thì các cây lá kim này cao bao nhiêu chẳng hạn, chọn đây này. Chúng ta edit này, duplicate này. Nha, chúng ta chọn cây lá kim. Nha, cây này cao 2 mét chẳng hạn. Thì cây này cao cho 4 mét chẳng hạn. Ok, nó cao lên như này. Edit try. Rename đi, chọn cây này là cây T3 cao 4 mét chẳng hạn. Lá kim chẳng hạn. Tùy. Sau này là thống kê được ra mà. Mọi người ví dụ nhỉ. Đấy, ví dụ như các khu đất này, đặt vật liệu ở đây. Đấy. Đây. Rồi hết là một cỏ đi chẳng hạn, đây chẳng hạn. Hãy subscribe.